Kính thưa quý vị, vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Tết Việt 2024 do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức với sự đồng hành phối hợp của Sở Công Thương và các cơ quan ban ngành đã tưng bừng khai mạc, thu hút rất đông người dân và du khách thập phương. Tại sự kiện khai mạc lễ hội Tết Việt, không khí tươi vui, rộn ràng của mỹ tục Tết phương Nam được tái hiện một cách hấp dẫn thông qua hoạt động sân khấu hóa các phong tục cổ truyền. Điển hình như phong tục dựng cây nêu ngày Tết mang ý nghĩa cầu mong một năm mới bình an, nghi lễ dâng mâm cỗ đầu xuân lên ban thờ tổ tiên, thể hiện lòng hiếu thảo, tưởng nhớ cội nguồn. Khi mà em đến với lễ hội Tết Việt thì em rất là vui, tại vì ở đây rất là có không khí của mùa xuân và làm em rất là nôn nóng để đợi đến Tết nè. Và các gian hàng ở đây rất là đẹp, rất là nhiều trò chơi và đặc biệt là chiên su. Thì chúng ta đã được chơi rất là nhiều trò chơi dân gian nè và được nhận những cái phần quà rất là hấp dẫn. Minh Tú và Tiểu Vi cũng được trải nghiệm những cái món ăn được kết hợp khá là tinh tế, khá là mới mẻ và cũng là những cái sản phẩm quốc dân, ví dụ như là tương ớt chinh su hay nước mắt chinh su, nhưng mà được kiểu như là biến hóa thành những cái món cực kỳ là lạ mắt nhưng mà rất là ngon nha mọi người. Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán là một dịp gì đó và nó gắn kết từ tuổi thơ của mình. Khi mà ngày hôm nay thấy cái không gian ở đây được biến hóa lại, có kết hợp giữa dân gian và hiện đại để giúp cho các bạn trẻ hiểu hơn về Tết Nguyên Đán và trân trọng hơn những cái thời gian vì sao cái ý nghĩa của Tết Nguyên Đán mang lại cho chúng ta. Hướng đến mục tiêu vì cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, một nét đẹp văn hóa của người Việt, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, nhà tài trợ chính của lễ hội Tết Việt 2024, trao tặng 1 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua đó, góp phần mang đến niềm vui, hạnh phúc và một mùa xuân ấm áp cho các bệnh nhân nghèo. Xuyên suốt 4 ngày tổ chức mở cửa tự do, từ ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 1, lễ hội Tết Việt 2024 mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, phong tục Tết cổ truyền. Chợ Tết quy tụ gần 100 gian hàng theo hình thức chợ phiên với các sản vật vùng miền không chỉ mang đến những trải nghiệm đặc sắc mà còn là dịp để người dân mua sắm những sản phẩm thiết yếu, chuẩn bị Tết cho gia đình.